Dạ em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu cái mỡ bò chịu nhiệt nha cô chú anh chị. Thì mỡ bò chịu nhiệt là em nhập chính hãng công ty Yamaha, mà em liên kết với Yamaha vì của Đông Nam, của gần khu vực em nè. Đó, Đông Nam. Đây nè cô chú anh chị. Có nơi nhập khẩu đàng hoàng nên cô chú anh chị an tâm nha. Cái phần này á thì phải đặt hàng về mới được nha cô chú anh chị, tại vì người ta không bán lẻ, bán theo lô. Thì mình mua rồi mình chia sẻ cùng anh em cái mỡ bò chịu nhiệt này. Thì thay vì mình mua những cái tiếp này nè, nó rất là đắt cô chú anh chị. Cái tiếp này nè, hiện giờ rất là đắt, nhưng mà về mình xài nó không đủ bao nhiêu hết. Còn tiếp này là không có dưới 25 tới 30 ngàn nha cô chú anh chị, nhỏ xíu vậy thôi. Thì mình xài không có đủ đâu vào đâu. Nó không có tiết kiệm cô chú anh chị. Thì mình đang bán cái hũ mỡ bò chịu nhiệt nè, để test trong những cái má bu ly nè, má bu ly hoặc là cái nồi tay ga của mình á, là phải sử dụng mỡ bò chịu nhiệt. Thì đây là cái mỡ bò bôi trơn chịu nhiệt nha cô chú anh chị. Thì một thùng này nè, một thùng này là quy cách đóng gói, là mình cắt cái này nguyên đai nguyên kiện chưa xé nha cô chú anh chị. Thì bữa hổm á thì mình vội quá, mình móc một lỗ đi lấy một cái hộp á. Thì đây nè, là 2, 4, 5, vậy là một thùng này là 10 nè. Đây là mỡ bò bôi trơn chịu nhiệt, đây là có mã số, có đáp rồi hết nè. Đó, cái này là mình chưa gọc siêu. Thì cô chú anh chị có những cái clip á về cô chú anh chị tự gọc siêu thì mỡ bò này chất lượng lắm, mình đã trải nghiệm qua rồi thì xài rất là ok. Nói chung là đồ chính hãng xài rất là ok nha cô chú anh chị. Thì 115 ngàn, thì cô chú anh chị quá ngon rồi. Tiếp tục mình giới thiệu cái chai mô siêu nha cô chú anh chị. Cái chai mô siêu này nè, thay thế cho R7 cô chú anh chị. Thì cái chai này là trọng lượng là nửa lít đó cô chú anh chị, 500ml nè, 500ml. Thì nó là cái chai mà chống rỉ sét rồi bôi trơn đa năng luôn. Thì nó có thêm cái dầu để bôi trơn cô chú anh chị. Thì mình ở xịt vô những cái chống nghiêng, chống cạnh, chống đứng, rồi những cái tay ga, từng cùm công tắc, rồi ổ khóa trên cái xe mình hoặc là những cái gì trong nhà đó. Mình đang bán là 90 ngàn một chai nha cô chú anh chị. Này có lên giá nhẹ rồi đó. Những cái đơn mình nhận trước là 85 ngàn, thì sau này là 90 ngàn một chai nha cô chú anh chị. Thì cái chai này nè là xài rất là ngon. Còn R7 á, R7 giả rất nhiều. Rồi nếu cô chú anh chị mà gút cái tim này lên nè, rồi thấy nếu R7 á, nó sẽ mình phải biết coi tim. Còn cái này là mình nhập khẩu nha cô chú anh chị. Đây là của Indo, của India là Ấn Độ nè. Ấn Độ là công ty Mosil nè, nó sản xuất tại Ấn Độ nè. Thì mình nhập về đây, rồi xuất qua đây mình không thấy cái tiếng Việt. Đây nè, có tiếng Việt để cho mình đọc hướng dẫn sử dụng cô chú anh chị. Thì đây nha cô chú anh chị, đây là những cái sản phẩm chất lượng. Thì cô chú anh chị ủng hộ mà để dành xài 115 ngàn, có thể chất chén cổ cũng ngon cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mua gì á là mình xài mình thấy cái chất lượng liền hả. Em không có nói gì sai đâu, mình bán những cái mặt hàng chính hãng. Em xin cảm ơn các cô chú anh chị.